Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay nhóm thiện nguyện của dân thay mặt cho chị Phương gửi tặng cho bà con là 22 phần quà, mỗi phần quà trị giá là 2 triệu đồng. Đây là ngôi nhà đầu tiên thì dân, mấy chị em dân đến. Đi chị ơi. Bên đây rồi, dùng sâu xa nhờ ông anh dắt đi. Ở đây là xã Hòa Thuận, ấp Số Cui, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Ý, con chó ghê quá vậy. Chó vô được không chú? Được. Có sao đó. Dạ. Ờ, cái tay anh bị gì vậy? Có tật hả? Có tật hồi đó tới giờ hay sao? Nhỏ lớn vậy đâu có mệnh gì nặng đâu. Dạ, vậy là hồi đó giờ mình bị bẩm sinh hả? Dạ, bẩm sinh luôn. Dạ, em nghe nói là bà nhà bị bệnh. Dạ, mới bắt đầu rồi. Dạ. Mới dịnh sinh chóng đó. Dạ. Mà mình bệnh gì đây? Tai biến hư cái não đầu luôn. Tai biến. Dạ. Trong nghĩa mình đâu có đi được đâu hả chị? Không. Dạ. Bị tai biến mấy là năm rồi? 2 năm rồi. Năm 3 năm. Năm nay nó 3 năm. Hàng ngày mình có làm nghề gì không? Ăn cơm uống xong nữa. Chị ở đây thì bị tai biến, còn anh hơi bị có tật một bên, chỉ còn một cánh tay thôi. Dạ, đôi tôi. Dạ. Rồi cái tay này mình dở lên không được hả? Mới dở, dịnh. Cái tay này là nó bị liệt rồi ha. Đúng đi sụi rồi. Đi sụi. Nó gùng dữ vậy đó hả? Gùng dữ đó. Cái gùng gì hoài hả? Để xuống này không sao. Dạ. Để xuống này không sao mà. Đó là nó gùng. Dạ, ngộ quá ha. Dạ. Cái chân này còn mình còn đi được không? Không. Ẩm không. Ẩm không luôn. Rồi tiểu tiện rồi sao? Tiểu rồi ẩm không bầm không? Rồi nhà mình có con gì không? Có hai đứa con mà có gì không? Nó không có về nữa, nên nó không về luôn. Nó nuôi chảnh. Bệnh gì nữa? Sốt huyết. Với mà bị gan. Chị Tết này không về luôn. Nói nó không về vậy. Mình đi làm ở trên Bình Dương, Sài Gòn á, hiện tại bây giờ là cũng ít có ai mà có tiền lắm ha. Cái quạt kia quạt chút thôi. Là sao? Quạt dạ. Không mát hả? Không mát. Cái quạt này không mát. Ở đây đúng rồi, có cái cửa sổ ở đây cho mát. Dạ vậy hả? Vậy được rồi, em đi rồi. Dạ, thì em cũng đến đây trước là thăm gia đình, sau là thay mặt chị Phương gửi tặng cho gia đình mình 2 Tết, 2 triệu để mình ăn Tết. Vâng, em rất cảm ơn. Dạ, dạ. Mấy chị. Dạ. Thì Tết đến xuân sang thì em cũng chúc cho gia đình mình thật nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Dạ. Rồi. Thôi vậy mình cố lên chị ơi. Dạ, cố lên đi. Trời kêu ai nói dạ ha. Dạ. Có nhiều đó rồi đi xuống rồi. Sợ lũi đâu. Không có khóc à. Lũi đâu cũng gì. Thôi Tết là không khóc, cười lên. Không cũng vậy đó. Dạ, dạ. Thôi gán đi biết sao giờ ha. Rồi em chúc nó nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đi. Đi chị ơi. Dạ. 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 Đi. Dạ. Đi mà. Ủa rồi dạ. Con kia đâu mà không có kiếm. Rồi tiếp theo Sơn sẽ đến nhà của cô này. Cô này nghe nói là 90 mấy tuổi mà sống rồi. Chào cô. Dạ. Dạ con chào cô. Khỏe không? Mệt hoài hả? Hiện tại cô sống với ai? Em. Dạ. Thì con cũng nghe nói là cô sống một mình. Cô năm nay nhiêu tuổi vậy? 84 tuổi. Ăn cơm tôi được không? Được. Sáng ăn cơm cho cô. Mới ăn hôm nay đặt hai bữa. Mệt quá gì vậy? Mệt hả? Mệt hả? Mặt đỏ hết trơn nè. Mặt đỏ hết trơn rồi nè. Sao không ở với con cháu? Khó quá. Dạ khó lòng hả? Con đến đây á để thay mặt cho gia đình của chị Phương gửi cô phần quà ăn Tết nha. Tết này ăn Tết lớn không cô? Không có gì ăn nữa. Thôi làm gì buồn rớt nước mắt rồi kìa. Sao vậy? Sao vậy? Có tâm sự gì không? Tâm sự với con đi. Hả? Hả? Sao vậy? Đầu quạt trắng luôn, đầu quá đẹp. Thôi gán đi cô ơi, gán đi ha. Con thay mặt gia đình chị Phương gửi cho cô 2 triệu để mình mua cái gì ăn Tết nha. Mua thịt heo, khô rượu hay là bất cứ cái gì cô thích ăn á. Dạ, cô uống sữa rồi không? Có. Dạ. Thì bây giờ mình ăn ít thì mình mua sữa, mình uống nhiều vô ha.
Rồi con cũng chúc cho cô năm mới vui vẻ nha. Dạ. Rồi con xin phép con đi nha. Rồi con chào cô con đi nha. Con chào cô con đi nha. Rồi tiếp theo dân sẽ đến nhà của cô. Cô này ở xã Hòa Thuận, huyện Tân Điền, tỉnh Kiên Giang. Đây cái đường vô nè. Nhà mấy anh ở trong đây dắt đi. Thôi kệ kệ kệ, nằm đi, ngồi được, nằm đi cô, sao đâu. Dạ. Rồi cô, cái này khỏe không cô? Khỏe không cô, khỏe không? Khỏe. Dạ. Mình đi đứng đồ được không cô? Đi được. Đi được. Được rồi, được rồi. Thấy cái giò cái chân béo 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 nè. Đi chắc khó đi nữa hả cô? Cô đi chắc khó lắm hả? Dạ, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Bà mấy cũng như rồi. Dạ. Dạ. Cháu mấy rồi, cháu mấy, bảo mấy năm. Dạ. Chắc cũng quả 70 à. Thì con đến đây con cũng thay mặt gia đình của chị Phương gửi cô 2 triệu ăn Tết. Nói cảm ơn ta. Dạ dạ, cảm ơn cô nghe thơm. Cô khó nói, nói chuyện cái lưỡi làm như nó bị cứng lại ha cô ha. Dạ. Rồi con cũng chúc cô năm mới ăn Tết vui vẻ nha. Rồi tiếp theo mấy chị em nhân đến nhà của cô với chú ở đây. Công ty nó bận chân thèm luôn à. À, chào cô, chào chú. Ăn cơm hả? Chào cô, chào chú. Mình ăn cơm chưa hả cô? Cơm chưa. Dạ. Cả này mình có làm gì không cô? Cả này mình có làm nghề gì để làm ra tiền không? Giờ có làm gì đâu. Thả tôi gắn ba cái lớp gắn gì không có hết trơn. Có không? Ngồi đó mấy cơ. Dạ dạ, dạ được rồi, được rồi. Không 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 cần đâu. Con đến đây thì đi rồi. Dạ, chú. À con đến đây thay mặt của chị Phương gửi tặng cho gia đình mình 2 triệu để ăn Tết nha. Rồi. Rồi chị năm mới Tết đến xuân sang chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Con đi chú. Dạ. Dạ đi rồi, đi chỗ khác nữa. Con còn đi nhiều lắm. Cảm ơn. Dạ. Rồi tiếp theo thì mấy chị em dân sẽ vô nhà của cô. Cô Trương thì ba. Chào bà. Chào cô, chào anh Hiệp. Chào anh Hiệp. Ăn cơm chưa cô? Cơm sáng chưa? Dạ. Bữa này là buổi trưa rồi ha. Dạ. Anh cái này mạnh hẳn chưa cô? Chưa có mạnh hẳn. Sao anh đi ruộng được chưa? Cũng đi chưa ai mướn. Vậy hả, cũng muốn đi nhưng mà chưa có ai mướn ha. Thì mình đi ruộng thì anh làm những công việc gì được? Đây tới vụ vắt lúa. Vắt lúa hả? Vắt nổi chưa? Trời ơi, vắt chắc đứt chỉ quá. Thôi chưa vắt nổi đâu. Lạnh rồi. Đi dặm lúa được. Không, cái này dặm lúa được. Dặm lúa được. Chứ nhẹ nhẹ được. Coi nhà đó, coi nhà chắc bắt đồ hết không được. Thì hôm nay con đến đây thay mặt của chị Phương gửi tặng món quà để mình ăn Tết nha. À, con thì món quà này là 2 triệu. Con thay mặt gia đình của chị Phương gửi tặng cô 2 triệu để mình ăn Tết. Mua thịt heo. Rồi. Dạ. Rồi năm mới Tết đến xuân sang con chúc gia đình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ con đi ạ. Dạ chào cô, chào anh Hiệp. Đi ngay bên cho cô. Dạ. À, tiếp theo con sẽ đến nhà của anh Tư. Chào anh. Chào anh Tư. Chào anh Tư. Cái này mình có làm không anh? Đi làm thường có ngày à. Vậy hả? Có bữa làm sáng mới nghỉ được. Dạ dạ, ngày nào mình cũng đi làm ha. Ở đây thì mình là chỉ làm thuê thôi chứ không có làm ruộng. Ừ, làm thuê không? Dạ. Mình làm thuê ngày được nhiêu? Ngày được 300. 300 hả? Dạ. Mà mình nuôi mấy người, em thấy đông quá vậy? Hai đứa cháu với vợ tôi với thằng cháu Út. À, cháu Út thì bị tai nạn, bị gì tỷ, dập tỷ hả? Dập tỷ. Dạ. Khỏe em chưa? Đi lại. Em khỏe chưa em? Đi thử coi coi.
Bây giờ coi chừng té nha, đi tới té. Dạ té không? Đi này nó cái giò ha, cái giò mình đi được hả? Ừ. Cái giò mình gắn inox vô hay sao mà bị đi không được? Nó bị mà chấn thương kỹ vào nó. Cũng như là bị ở trên đây. Ở trên đây nó chạy dài xuống. Ờ. Ờ, bị tai nạn sao mà tội nghiệp quá trời vậy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 23 hả? Còn trẻ mà, bác sĩ có nói mình trị hết không? Từ từ nó hồi phục lại à, cũng chúc cho em hồi phục nha để mình lấy vợ. Rồi em cũng đến đây cũng thay mặt chị Phương gửi tặng mình món quà ăn Tết nha. Em gửi tặng gia đình mình 2 triệu để mình mua cái gì ăn Tết. Thì tôi cũng xin cảm ơn chị Phương với mấy cô trong đoàn đi rồi ha. Dạ. Mong gì ăn Tết vui vẻ. Dạ, cảm ơn em, chúc năm mới vui vẻ. Em đi ạ. Nên tôi anh đi. Rồi tiếp theo mấy chị em dân sẽ đến nhà của này, không biết ai luôn. Quá trời bắp mà chị. Ôi con chó, chị ơi. Hả? Ôi trời nó bự dữ lắm bà ba ơi. Chịu chú nhà ơi. Chú nhà ơi. Có lừa giống đòn tan kìa. Con chó chưa được không? Chị. Nó thấy ghê kìa. Đó, nó mập được kìa. Úp một lần nữa. Rồi vô nha. Rồi sao sao ông ra mã ông ở. Hả? Ông bỏ ra về mã mãi ông ở thôi. Chạy ra ngoài luôn cũng được. Cô. Ông dám ăn giúp cô này nha cô hay là cho chú? Chứ thì tắt được rồi ông ơi. Cái chú này nè. Coi cái nhà riêng hả? Ờ, bà ổng ở đây rồi. Trời ơi. Cô nó bị gì vậy? Không biết. Tổng má hôm nay gì tổng má hôm nay vậy? Má hôm nay ba nào cũng tổng rồi. Má hôm nay chứ cái lương á. Bà ơi mọi thằng tổng á. Má hôm nay vậy? Bà vợ hả? Không phải đâu. Ủa? Chú ra sao ra ngoài này hả? Hả? Sao ra ngoài này hả? Ra ngoài này chứ nó thoải mái hơn. Ngủ đây luôn hả? Ngủ luôn. Dạ. Chú không sợ ma sao? Trời ơi, ma khỏi phải sợ chứ gì đâu. Mã của dạ. Ai? Hả? Mã của ai? Mà cái này của anh hai tôi, ba má tôi bên kia, ba tôi dính giữa. Dạ, ở trong nhà thấy cũng hầm hì á. Dạ, chú năm nay được nhiêu tuổi rồi chú? 62 à. 62 tuổi hả? Dạ. Chú đi tới lui là bình thường không? Có hàng ngày có làm gì không? À, cũng bò không hả anh Tư? Bị gì? Thầy biết. Ờ chú, hiện tại mình đi không được hả? Đi bắt quen này, có hai cái ghế gì phải bò. Ờ, chứ mình đứng mình đi cũng không được nha. Có. Dạ. Chú ở chung với ba với má luôn vậy hả? Thấy không chú? À. Ở chung với dạ. Ba với má luôn. Ăn uống là được không chú? Trời ơi, có ăn gì như đâu, có ăn chắc cơm cao lắm, ăn chừng hai chén cao lắm, dữ lắm rồi. Dạ, dạ. Cô hiện nay, nói gì cũng đi cơ hộp một lần, đi bằng dữ lắm. Bây giờ nó ngay. Bị tai biến là ai cũng bị bệnh, tai biến là mình đi không được luôn ha. Cái giò này, mấy đầu đó. Đi chân thấp, chân cao hả? Đi cái giò này đi hơi khó, rồi cái giò này nó bây giờ nó hơi khó hơn. Dạ. Thì con đến đây con cũng thay mặt chị Phương gửi tặng chú 2 triệu để mình ăn Tết. Dạ cảm ơn. Tôi nghe dùng tiền bạc cho với hai này. Tôi đó cũng ơn với thương bệnh lắm. Dạ. Bây giờ này còn miếng có cái lòng vậy tôi cảm ơn nhiều. Dạ. Vậy rồi vậy các dùng tôi không đánh hả? Vậy chứ không nhận hả? Tiền bạc rồi quý mà tôi đi mà không được trả không đưa người ta hơi khó khăn lắm. Cho chú cái này là của người ta cho chứ không phải cho dây gì trên á chú, để mà tặng cho chú để chú ăn Tết thôi chứ không phải cho dây. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Vậy cảm ơn nhiều. Chứ không sợ cho dây gì á. Chú sợ cho dây hả? Cái này cho ông á. Đâu có bị gì mình đi tới lui được á. Dạ. Mình có tiền mình gửi cho người ta. Dạ. Người ta
ăn uống này kia mình không có. Rồi không, cái này là của người ta tặng cho chú. Rồi vậy cảm ơn nhiều. Dạ rồi rồi. Rồi. Vậy đó. Trời ơi, kia rồi vậy con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ ăn Tết vui vẻ con đi ạ. Dạ. Dạ. Con đi chú ơi. Dạ chào các dạ. Dạ dạ dạ. Rồi tiếp theo anh Tư dắt đến nhà của chú. Chào chú. Chào chú vòng vòng đây mà nuôi chó nhiều ha. Có con hả? Dạ. Thôi mà đừng có hỏi gì nữa. Đây đó. Mình có làm ruộng không chú? Có đâu cầm rửa đất à? Rửa đất hả? Dạ. Hằng ngày mình làm ruộng ở đây. Có buôn bán gì thêm không chú? Không. Dạ. Chạy xe ôm mà. Thôi. Chạy xe ôm luôn. Dạ. Con nước luôn. Dạ. Đi chợ dạ, được đó. Dạ. Chú mới nay được bao tuổi rồi? 82 rồi. Tết này 83. 82 thấy khỏe quá ha. Mạnh á. À, con đến đây cũng thay mặt gia đình của chị Phương gửi chú 2 triệu ăn Tết. Rồi. Cảm ơn đoàn ạ. Dạ, chúc chú năm mới vạn sự như ý nha. Rồi con đi ạ. À. Chào chú con đi. Chào chú con đi. Nước cả đây nha. Dạ. Nước đi. Rồi, rồi con cảm ơn con. Mấy bố hộ. Dạ con cũng cảm ơn luôn. Anh Thanh đâu? Nè anh Thanh uống đi. Trời uống đi. Anh Tư uống đi. Rồi tiếp theo anh Tư sẽ dắt Dâm đến nhà cái người này. Nhà này hả anh Tư? Chú ở với ai anh Tư? Chú hay cô? Cô nè. Cô hả? Rồi. Cô chứ không phải chú. Chào cô. Chào con. Khỏe không cô? Khỏe. Tết này Tết lớn không? Nè cô dì ba là cháu ruột của ông già Út nè. Vậy đó hả? Dạ. Bạn này thì dâu, bạn này thì ở sớm cũng ở sớm nó dâu luôn đi cũng đi chung với dâu luôn đi. Dạ. Dạ. Hiện tại thì cô ở nhà với ai? Ở nhà với thằng cháu Út. Vậy hả? Ngày mình có làm gì không cô? Có ngủ cái gì mà làm? Đi mặn mướn. Dạ. Ai có mướn gì mình mặn nấy gì đó. Dạ. Năm nay mình được nhiêu tuổi rồi cô? 50 tuổi ngọ. Năm mấy không biết, 57, 58. 57? Ờ. Thôi vậy kêu chị đi cho trẻ. Dạ. Thì con đến đây cũng thay mặt chị Phương gửi tặng cô 2 triệu ăn Tết. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi chúc cô năm mới vạn sự như ý nha. Rồi con đi ạ. Ừ. Okay. Chào cô. Ừ. Mình đi ăn Tết. Hai đứa mình đi ăn Tết. Qua rồi. Ê, chào. Ông đẹp á. Ông nhớ tôi không? Nhớ. Dạ yeah, xong hả anh Tư? Cảm ơn anh Tư nhiều nha. Tư đi làm cái chưa ăn cơm nữa đó, cho anh về ăn cơm. Vậy hả? Chưa ăn cơm nữa hả? Dạ dạ. No luôn hả? Thôi vô ăn cơm, ngủ với cô rồi Thanh ơi. Ờ. Tiếp theo đi đến nhà của cô nè. Nhờ mấy anh mấy chú cũng vô. Cái 5 giờ chiều nó mới có. Chào cô. Dạ. Sống nhà với ai cô? Ba và cháu nằm lớn con thằng nữa. Nhắc nhỏ này hả? Ờ. Thằng nhỏ nó ở đây quá cô. Nó ăn luôn. Dạ. Là bị rồi. Cô bị bệnh hả? Dạ. Bệnh cũng dò cả nè. Cô bị bệnh gì vậy? Sao nó cốt này bị pha cốt vậy ta? Té hả? Té hả? Nó có tiền bỏ để luôn. Không có tiền. Nó đi ra nó đòi ăn tới 30 triệu đó. Dạ. Ăn cả không có tiền. Dạ. Vì bánh chè con này mất hả? Mất tiêu. Ừ, bánh chè lên đây. Ờ. Rồi giờ đi đâu mà được hết không? Trời, khổ quá nha. À, cô Hà với là đi đi. Lớp. Mời con. Dạ được rồi. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi? Trời, dù lớn tuổi bảy mấy rồi. Bảy mấy tuổi mà. Bảy sao hả? À, bệnh vậy? Không biết bảy mấy quên rồi. Quên hậu rồi, người ta tốt như vậy. Mấy? Mấy sủ rồi. Sổ bảy mấy à? Bảy ba hả? Bảy tư hả? Con nói bảy tư kìa. Bảy tư hả? Nó nhớ từ hồi mấy anh mấy chị con đâu vậy? Em đi làm. Mẹ đi chết đó. Mẹ đi chết hả? Dạ dạ. Ồ, mẹ mấy tuổi mà chết? 33. 33 tuổi chết. Được rồi. Cho cô ba người. Ba người con thì đó. Bốn đứa. Bốn đứa nè. Bốn bốn người con. Rồi ba nó đâu? Ba nó bỏ. Rồi mà nói gì rồi? Bỏ lại rồi. Cũng như tháng về đây cái lời. Cũng như tôi chết rồi đi. Thôi
không về thăm con luôn. Ở về thăm luôn hả? Dạ, dạ, tôi lỡ, tôi bệnh nó lỡ nhà trẻ cũng không thăm luôn. Dạ. Tới giờ năm mấy đứa nhỏ nó thấy tôi đau quá, nó trốn đi về. Dạ. Nó trốn hôm nay bao nhiêu tuổi vậy? 10 tuổi hả? Con học lớp mấy? Lớp 3 hả? Học giỏi không? Lớp 4. Nãy con không có thấy con học với mấy sông, con biết bơi không vậy? Biết lội không? Tôi biết lội quay vậy. Không biết lội không có được xuống sông đâu. Rồi đó, giờ ở trên giỏi nào mà có gì đây nữa. Dạ, tôi la đàn chạc, nhưng ngồi trong lại đàn chạc. Chết đâu chưa mẹ? Mẹ chết 4 năm rồi. 4 năm rồi. Cô bỏ hơn một mình nuôi mấy đứa. Một mình nuôi mấy đứa nè. Rồi sao xuống sông giặt đồ rửa chén hả cô hay sao? Rửa chén của nó, rồi giặt đồ rồi dành nhỏ mà lên đi. Vậy có giặt đồ rồi còn giặt cho bà luôn hả? Có rồi giặt đồ quá. Gì? Hả? Tội nghiệp đi nó. Dạ. Chẳng lâu vào ở nhà mình chưa? Thì con đứng đây con gặp chị Phương. Tôi gửi tặng cho cô 2 triệu đó. Tết, con gửi cho cô. Vậy cảm ơn cô lại con. Cảm ơn cô. Dạ. Tôi đi ra. Dạ. Đi ra tôi lại đi. Quên, hiểu là ra. Ừ, ra dạ. Dạ, quên. Nãy hồi chú dẫn vô cái trong đây trong kênh nhỏ, con không biết đường luôn. Tôi dẫn vô. Dạ, quên thiệt. Tiếp theo dân sẽ đến nhà của cô này, có người chỉ là vô trong này. À, chào cô. Dạ, dạ. Dạ. Chào con. Làm gì cô? Lấy thuốc uống mới đi xin gạo gì cái gọn về giờ lấy thuốc uống. Dạ, bệnh hả cô? Bệnh trời ơi, bệnh bệnh thứ dữ lắm nè. Tuy nhiên, tuy nhiên mới đi đốt về cái gọn bây giờ chuẩn bị đi xin gạo nhà thờ ta cho mà mới về mới ta về đây giờ mở thuốc mà uống. Dạ, ở nhà cô ở nhà với ai? Ở nhà có với ổng mà ổng không có cũng. Còn cháu ngoại hay gì? Dạ. Ở đây mình không có làm ruộng hả? Không. Dạ. Tôi đưa lục bình sáng không mà giờ đau hơn bác sĩ không cho đưa chết nè. Lục bình. Đưa lục bình. Dạ. Người ta đưa cái gì cái ni gì cho mình với lục bình thôi. Lục bình thì miễn ta đưa thì hơi mắc rồi mình đi mua mình kiếm mình mua thì nó rẻ được chút chút. Rồi được thêm chút. Còn nữa. Có thấy có mấy ngàn ký hả? Bây giờ rẻ chứ hồi đó tới 20 mấy ngàn. Dạ đúng rồi bây giờ 7-8 ngàn. Thuốc này đó hả? Ừ rồi bây giờ uống một tháng. Ra soạn hả? Soạn uống hả? Soạn thuốc ăn uống là đi sáng giờ. Đi tim. Tim khổ ha. Mà tim đốt mới đốt cái gọn nè. À con đến đây thay mặt chị Phương gửi cho cô 2 triệu tới ăn Tết. Rồi cảm ơn mấy cô nhiều dữ lắm luôn. Dạ. Chị tôi cảm ơn nhiều dữ lắm. Dạ, thì năm mới Tết đến xuân sang chúc gia đình mình vạn sự như ý nha. Dạ. Rồi cảm ơn mấy cô nhiều lắm con nha. Dạ. Thôi chào cô. Rồi xin phép con đi nha. Dạ. Đi nha con. Dạ, năm tới rồi có gắng kiếm được tiền rồi tặng cho tôi nữa nghe. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo mấy chị em dân sẽ đến nhà của anh chị này. Ở ngoài á, nhìn nó to nó đỏ kìa. Chị, chào chị. Cái này ở trước mình nó cái này bị bể trơn ha. Nó bể đó mà không có tiền chám nữa. Hàng ngày mình làm nghề gì? Đó em đưa lục bình á. Dạ, đưa lục bình. Dí đẹp nè chút. Đẹp mà. Cái này á là nhà con. Dữ không trời. Con, cái này bữa nào dạy em đưa một bữa ơi. Đây. Đây hả? Ừ. Chị có cái mẫu sẵn đó. Không mẫu sẵn cái này là chỉ đương á. Người ta chỉ có đưa cái khuôn cho mình không thôi. Chị ha. Dạ. À, bé làm gì hay gì một đó. Một ngày thì mình kiếm được nhiêu tiền chị? Cái này á thì cũng như là một bộ vậy nè. Dạ. Là 50 ngàn. Mà người ta đưa cái khuôn thôi. Còn lục bình á là của mình mua. Dạ. Rồi cây nó hơi chua. Lục bình mình mua nhiêu một ký? Bình mình mua thì giờ 10 ngàn. Có khi mắc thì 12 ngàn. Rồi nguyên cái nguyên ba cái này là 50 ngàn. Nguyên ba cái này khoảng bao nhiêu lục bình mới đủ á? Cái này thì em cũng không có cân nhưng mà ví dụ như 50 ngàn ấy thì cỡ 20 ngàn tiền lục bình còn 30 ngàn lợi. Ờ cũng lợi nhiều ha. Cây mình mua nó chi? Mua này nữa nè. Cái cây đó thì mua 10 ngàn ký. Ừ. Rẻ mà chị, cây này rẻ. Ừ. 10 ngàn ký một là một ngày chị với quịch cỡ 30 ngàn. Thì cái này thì đang ngày được cũng bộ vậy nè. Vậy cần ngày tính ra có 30 ngàn. Kiếm được 30 ngàn. Rồi. Thì cái này ở nhà làm thêm. Dạ. Anh thì chạy xe ôm. Dạ. Anh thì giờ anh bệnh vậy đó, anh có làm cái gì đâu. Ủa anh bệnh gì? Anh bị phổi rồi bị bị hở bên tim. Hở bên tim luôn hả anh? Hở máu. Hở mấy lá rồi? Ba lá luôn. Dữ vậy? Này hở ba lá thì ra đâu có làm gì đâu. Dạ. Nhiều khi thở không nổi nữa, càng ngợp. Dạ dạ.
không biết chừng nào mới về chơi đây. Ráng vận động cho nó cái công việc nhẹ lại thì khỏe ha. Hả, quan tim gì bác sĩ có nói gì không chị? Thì bác sĩ bữa hổm thì nói nằm nhập viện điều trị đó, mà giờ nhà hoàn cảnh gì đâu có tiền đâu nhập viện. Hoàn cảnh gì em thấy là khó khăn luôn á. Dạ. Mình trồng mấy cây thuốc trước đó. Dạ, để mình uống luôn ha anh. Dạ. Dạ. Trồng thuốc cây thuốc nam đó rồi sáng sáng hái uống. Thuốc gì đó như sao vậy ha? Cái cây đôi chuột á. À, dạ. Cây đôi chuột em biết rồi. Thì em thay mặt chị Phương để gia đình mình 2 triệu ăn Tết. Dạ, thì em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Với em cảm ơn chị Phương. Dạ. Chúc cho chị Phương ăn Tết vui vẻ, khỏe mạnh. Dạ. Giữ lại làm nói ngay có nhiều đừng giúp đỡ những cái hoàn cảnh giống như em vậy đó. Dạ, dạ, rồi. À, nhân dịp năm mới chúc gia đình nhiều sức khỏe nha, vạn sự như ý. Rồi xin phép đi nha. Cảm ơn. Đi luôn anh ơi. Đi luôn anh ơi, đi dễ thôi. Đi luôn anh ơi, đi chị. Rồi em cảm ơn chị Phượng hỗ trợ cho gia đình. Dạ, dạ, dạ. Hôm nay cũng mừng lắm đó chị. Dạ. Thì tiếp theo dân theo đến nhà của cô ở một mình. Mới thấy nha. Cô ơi. Chào cô. Làm gì đó cô? À, cô đi không được, cô đi từ từ chậm chậm coi. Dạ, Tết này có ai về không cô? Không có đâu cô ơi. Không có ai về chứ hả? Dạ. À, đi mình đi với lần gì đó hả cô? Đi lần gì đó, đi nổi. Có dạ. Cây gậy đó kìa. Dạ, con thấy cây gậy ngoài trước kìa. Ăn cơm chưa cô? Chưa. Không ngại ăn cơm thấy được không? Ăn không được, nên là kho quẹt kìa. À, kho quẹt con thấy nước mắm không vậy? Có mỡ nữa. À, chỉ có nước mắm với mỡ thôi. Nước mắm với mỡ rồi kho mình ăn gì cô? Ăn cháo hay ăn cơm? Ăn cơm đó, chứ ăn cơm đó, chăn nước ăn đó. Ờ, ăn cơm chăn nước không có canh luôn hả? Không. Không có mua cá ăn hả cô? Có tiền đâu mua. Trời ơi, khổ không? Năm nay ăn Tết làm sao? Chưa biết làm sao nữa cô ơi. Ngồi đi từ từ qua. Cực quá hả? Ừ. Khó quá vậy cô ơi. Dạ, 2 giờ gắng thì biết sao giờ. Rồi bữa nay con đến thăm cô, con cũng có món quà để tặng cho cô. Con chạy vòng 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 rút đây. Rồi, con thay mặt của chị Phương gửi cô 2 triệu để mình mua đồ Tết. Chị Phương ở đâu cô? Dạ, chị này là giấu tên. Dạ. Dạ, giờ giấu ở đâu rồi. Rồi con gửi cô. Ừ, gì cảm ơn cô nha. Dạ. Mua thuốc uống rồi đó. Dạ, mua thuốc uống hả? À. Dạ. Thì nhân dịp năm mới con cũng chúc cô vạn sự như ý nha. Dạ. Rồi, rồi xin phép con đi nha. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo dân sẽ đến nhà của chị này. Chị này thì có người con mà người con mất rồi, nuôi 3 đứa cháu. Chào chị. Rồi. Ấy đứa nhỏ đâu hết rồi chị? Nó đi mua thuốc rồi Linh. Dạ, sắm đồ Tết gì chưa? Dạ chưa. Bé thì cưng quá ha. Dạ bữa 21 mà từng cha nó giáp năm đó. Dạ. Mà mẹ anh không có tiền về luôn. Dạ, làm Bình Dương hả? Làm Bình Dương á. Bình Dương. Không có tiền về rồi, về thì lo tiền về được rồi đi, không có tiền đi. Dạ. Ngồi gán ở lại. Dạ. Ok, ở lại Tết có về không? Về. Dạ, Tết về. Giá nào cũng về với con, nó nhớ lắm. Dạ. Về không được, bữa đó bữa mà cần khóc hụ ra. Dạ. À, thấy cưng quá không? Hai bé trai, nếu mà hai bé trai hai không có nhà. Hai đứa trai nó đi mua thuốc. Nhà này thì là cha của bé thì mất đột quỵ ha. Ngủ nửa đêm nữa cỡ 10 giờ mấy gần 11 giờ tự nhiên kẹt kẹt nó đi luôn, hước đi luôn, vợ nó đỡ rồi hước đi luôn. À, còn một mình mẹ mà đi làm ở Bình Dương mà nuôi ba đứa nhỏ với tôi với ổng, ổng thì bị bệnh đứt mạch máu não mà mạch nhỏ đó còn bự không à. Dạ. Năm nay là 12 năm rồi đó. Chị thì ở nhà nuôi ba đứa này không cũng đâu có làm gì được, không có làm gì ra tiền luôn. Dạ. Ổng bệnh tỉnh chết á. Dạ. Em thấy bơi xuồng dưới sông không á? Ừ, đặt có mấy cái giỡn mà bơi hoài á. Dạ. Rồi cưng không biết không? Đức, cái mạch đó là năm nay mười mấy năm mà ổng đâu có mần gì ra tiền đâu. Dạ. Mình nên con dâu nuôi. Hồi lúc cha nó còn sống mà cha nuôi, giờ cha nó mất rồi cũng dâu nuôi. Rồi cũng tội nghiệp quá ha. Dạ. Có một mình mà nuôi 5 người. 5 người rồi nhờ sớm ghiền ta cho gạo dạ. ăn á. Dạ.
Thì ở đây ai cũng thương hết trơn, ta cũng chỉ ra đây nè. Dạ. Em đến đây trước là thăm gia đình, sau là có món quà để tặng cho gia đình. Đây là phần quà của chị Phương gửi tặng cho chị 2 triệu. Dạ. Mua đồ Tết cho mấy đứa nhỏ nha. Dạ. Nói với chị Phương với tất cả chị em cho tôi xin gửi lời cảm ơn chị Phương với mấy người cho tiền đó. Dạ, dạ, rồi. Tôi xin cảm ơn rồi, nhiều lắm á. Rồi, chúc chị năm mới vui vẻ nha. Dạ. Cô đi nha con. Dạ, đi con. Rồi bye bye. Ừ. Cưng không mặt cái kìa, đã không? Đẹp gái lắm á. Lên lắm nè. Dạ. Cảm ơn nhiều nha cưng. Dạ. Tiếp theo là mấy chị em dân đến nhà của chị Hai. Chị Hai. Chào chị. Dạ. Sắm được Tết cho mấy nhỏ chưa? Chưa cô ơi. Trời ơi, coi coi. Cáo thì đây. À, con nè, con sắm đồ Tết chưa? Chưa. Chưa nữa hả? Chưa, gần Tết không sắm? Con sắm chưa? Chưa. Trời ơi, sắm kêu ông ngoại, bà ngoại tắm. Ừ, sắm. Ừ. Tết giờ mẹ sắm. Tết mới sắm hả? Cái này học ngoan không? Ngoan. Ừ. Mấy đứa nó cỡ này ăn cơm được không chị? Được. Được. Ăn cũng được. Ăn cũng được, ăn cơm với gì? Cá. Cá hả? Sao mua thịt heo, thịt bò ăn? Đâu có tiền. À, thì bữa nay em đến đây thay mặt của chị Phương gửi cho gia đình mình 2 triệu để mua đồ Tết cho mấy đứa nhỏ nha. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn chị Phương. Cảm ơn chị Phương nha. Rồi con cảm ơn đi con. Cảm ơn. Rồi, rồi. Rồi em đi nha. Rồi chúc năm mới vạn sự như ý nha. Rồi, tiếp theo dân sẽ đến nhà của cô Dượng. Chào cô Dượng, khỏe không? Ăn cơm gì chưa? Chưa. Dạ. Mới nấu rồi. À, hiện tại thì cô Dượng sống một mình đây. Rồi căn nhà này căn nhà của nhà đại đoàn kết ta tặng ha. Hai ông bà ở nhà này im rồi. Sạch sẽ ha. Thoáng mát. Thôi à, vậy con đến đây con cũng có phần quà để tặng cho cô với Dượng. À, con thay mặt chị Phương gửi tặng cô Dượng 2 triệu ăn Tết. Dạ, con gửi cho cô. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn tất cả trên nha. Dạ. Vui không cô? Có được 2 triệu mừng quá hả? Tại cô với Dượng thì không có làm gì để ra tiền hết trơn. Tại trong năm tôi tốn biết nhiều tiền thuốc. Dạ. Ai cũng bệnh ha, con đi tới đâu con cũng nghe nói là bệnh không à. Rồi, dạ. Dạ. Đường biết ngày nào chết thôi, đem dạ. Dạ. Rồi, rồi con cũng chúc cô Dượng năm mới vạn sự như ý nha. Rồi con xin phép con đi ạ. À. Con đi luôn nha. Rồi. Dạ. Rồi tiếp theo thì anh sẽ đến nhà cô. Con chào cô. Nhà nước ngập sao mà lên cao dữ cô. Mình cặp hả? Mình lục lắm mới không tới. À, nhà cũng gọn im quá ha. Cô ở nhà với ai cô? Hai chồng già ở nhà hả? Dạ. Và hàng ngày cô ở nhà làm cái gì? Ổng bán vé số, còn tôi ở nhà cơm nước. Dạ. Thì chú bán vé số, còn cô ở nhà kỳ lo cơm nước ha. Dạ. Thì con cũng đến đây con thay mặt chị Phương gửi tặng cô phần quà để ăn Tết. Rồi. Đây là 2 triệu con gửi tặng gia đình ăn Tết nha. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi con cũng chúc cô năm mới vạn sự như ý. Rồi. Con phép con đi nha. Hồi bữa thì có 2 ông bà thôi, nhưng bữa nay thì đông. Thì bữa nay dân cũng có nhờ mấy anh mà mặt trận dắt chân đi vòng vòng nhà bằng cánh khó khăn. Lá chậu hỏi ăn không? Dạ, ăn chào chú, ăn chào thím. Dạ, ăn chào chú. Dạ. Phụ nữ với trẻ em. Phụ nữ trẻ em không? Bữa nay đông vui quá cô, dạ, người chuẩn bị ăn Tết hả? Dạ, dạ. Dạ được rồi, con đến thăm gia đình tí xíu rồi con đi. Dạ. Rồi. Năm nay chú được nhiêu tuổi rồi? 72. 72 tuổi. Dạ, dạ thím. Bà tuổi cũng tuổi. Tuổi luôn hả? Cú vậy luôn. 72 tuổi tới tuổi nghỉ hưu hết rồi ha. Năm nay mình ăn Tết lớn không chú? Trời ơi. Lớn, con cháu con cháu đâu. Vậy là lớn rồi, có con cháu về là ăn Tết lớn rồi đó ha. Dạ. Con cháu gì à? À, thì cũng nhờ dạ, dạ, được mấy anh chủ tịch này, con ở xã con này đi dẫn con đi con mới biết chứ con cũng không tự dưng con không biết vòng vòng ở đây. Dạ, dạ. Con không biết ở đây là ở đâu luôn nữa. Ngọc Bình hả? Ấp Ngọc Bình. Không phải con đi vòng vòng thì con biết nhưng mà đi nghịch hướng là con không nhớ. Thì hôm nay trước là con đến thăm gia đình, còn sau là con đến có món quà để tặng gia đình mình ăn Tết. Dạ. Con thay mặt chị Phương
gửi tặng cho chú thím 2 triệu để mình ăn Tết. Dạ. Rất biết ơn các cháu nhiều. Chú Gia Phương. Dạ. À, rồi con cũng chúc năm mới chú thím vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cho anh cho con xin cô đến đây cho xin tác xin tấm hình. Rồi vậy xin phép cô với chú con đi nha. Dạ. Dạ dạ. Hết nha. Đi con bé. Đi con con. Ô quá đẹp. Trời nhà cô nuôi gà nhiều ha. Cô ơi. Cô ơi, có nhà không cô? Trời ơi, mày gà đi. Con gà này thiệt tình chứ. Gà này gà dạng lắm. Dạng dữ vậy cô. Gà gì nó nói nữa. Gà gì nó bán ngoài chợ nè. Không có ngoài chợ, nó đem đi ra mà cái bà đó bao nhiêu lợi với người đó đem chúng nó bán. Lôi ra nó cũng gói mẹ em đi. Lôi ra nó đi. Chợ nó đi coi. Chuẩn bị gì ăn Tết chưa cô? Chưa có. Chưa có gì chưa hả? Ừ, bệnh rồi đêm hôm tưởng đâu đi luôn. Dạ, ủa sao bệnh sao vậy? Nó làm như muốn quay qua tai biến hay gì mấy, à, mấy nó khó chịu trong người ha. Cẩn thận nó già rồi. 10 giờ tới về 5 giờ rồi điện mà qua lại chích cho được 20 phút rồi trời hơi đó đỡ. Dạ. Cái chuyện chai nước kìa mà qua mất tiêu nữa. Dạ. Vâng ơi chị. Ờ, tụt huyết áp chứ phải lên tụt huyết áp cũng tiểu đường đó rồi nó. Dạ, nhiều ha. Cô ở một mình. Có mình. Dạ. Trứng này trứng kia. Dạ. Trời ơi, thử cái gì không biết nữa. Thì hôm nay con đến đây trước là thăm cô, sau là con thay mặt nhà hảo tâm chị Phương gửi tặng cô 2 triệu mình ăn Tết nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Mừng dữ lắm, nhiều dạ. Mừng hết trơn. Dạ. Cũng mừng đó. Dạ. 2 triệu là quá trời nhiều quá ha. Dạ. Rồi. Rồi vậy con chúc cô năm mới vạn sự như ý nha. Rồi xin phép con đi nha. Dạ. 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 Dáng này tới chiều vô nước biển đi cho nó khỏe để bằng đêm mệt nữa đó. Ba đi chị không có nhà kìa đi vậy. Rồi vô nó cả nhà luôn. YouTube của Doanh Hưởng Cuộc Sống Miền Tây. Ba đi sáng giờ mới tới đây. Sáng giờ đi vòng vòng. Nói như người dù của gì bởi ta đâu phải một khó. Thôi. Mới qua bên đây, mới qua bên đây. Ừ. Chào nhà cả nhà. Ờ, bà cụ ở đây hả? Chào bà. Bà biết không em? Hả? Bà biết không nha, hỏi bà biết không? Ờ, bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi hả? 75 tuổi chắc bà bệnh lâu rồi ha, bởi vậy thấy bà mới vậy. Ăn cơm được không em? Lúc ăn được hả? Rồi tội nghiệp bà quá ha. Còn ăn cơm bình thường ăn cơm. Bà biết không? Bà nhìn thấy con không? Thấy bà mà. Thôi biết, trả lời con trả lời rồi. Sao rồi, năm nay ăn Tết bà có đi chơi ở đâu không? Dạ, đi không được hả? Bà biết kìa, bà đắc à. Bà biết, hỏi bà biết, hỏi thử coi bà biết không, bà biết. À, thôi. Hỏi bà nhiều bà cũng không trả lời, thấy không khổ. Thì hôm nay con đến đây trước là thăm bà, sau là con thay mặt nhà hảo tâm là chị Phương gửi tặng bà 2 triệu để bà ăn Tết nha. Đây, con gửi nha. Rồi, con chúc bà năm mới vạn sự như ý nha. Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cười kìa, cười kìa. Rồi, vậy con xin phép bà con đi nha. Dạ. Con cảm ơn, biết. Đi đứng xếp vô. Em vô chụp luôn đi. Em chụp với chị luôn đi. Chụp cho vui. Đẹp quá à, đúng là một người mà mình thích luôn đây nè. Rồi rồi, cảm ơn luôn. Rồi chị đi nha. Con đi nghe bà. Đi luôn bà ơi. À, biết. Rồi, chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ nha. Rồi, chị đi luôn em ơi. Dạ. Chào cô. Đâu vậy? Kìa, ở trong đó kìa. Đang dẹp cái gì không biết. Có đồ ăn giấu con gì cô?
Ủa đâu? Vậy mới chịu lên tiếng á. Khỏe không cô? Ơi ơi, bị bệnh thần kinh, gượng mắt rồi bị gì? Sao? Bị gì nhắc mặt không đó giờ đi chị biết bao nhiêu tiền mà không hết. Đi hả? Đi làm nước uống. Thôi được rồi, khỏi khỏi khỏi, ngồi giặt đi, ngồi giặt đi. Mắt nó bị ướt ướt hả? Bị bệnh hả? Chị đi biết bao nhiêu tiền. Chị hai con hai bên đây nó bị ướt ướt á. Người đây nổ thuốc nè. Cũng như chảy mắt sống hoài á. Năm nay ăn Tết lớn không cô? Trời ơi, cúng lây lất qua ngày thôi chứ đâu có tiền đâu mà ăn Tết lớn gì chứ bệnh nhà người. Dạ. Đâu có tiền đâu mà. Thì cô ở nhà một mình ơn đấy ha. Một mình ơn nè. Dạ. Thì cô đi làm nước uống đi. Thôi thôi được rồi, con đi rồi. À, con đến đây trước là thăm cô, sau là con thay mặt nhà hảo tâm là chị Hương, chị Phương à, gửi tặng cô 2 triệu để mình ăn Tết nha. Cô cảm ơn tất cả. Dạ. Rồi con chúc cô năm mới vạn sự như ý. Cô chắc như thắp chân tất cả bước qua năm mới. Dạ. Bằng ăn được gặp điều sức khỏe rồi gặp may mắn. Dạ, không hơn cô rồi. Bằng ăn phát tài phát đạt. Rồi. Cô đi bệnh là cô bệnh thần kinh rồi thêm con mắt nó bị nhiễm. Dạ. Khi mà ăn không được thì sao? Và mình còn một phần quà cuối cùng thì mình vô đây mình tặng cho cái chú ở trong này một mình luôn. Chú ở trong cái giường. Ờ. Chú ở trong giường. Ừ. Quá lý tưởng. Lý tưởng luôn bên đó. Kia kìa. Ơi sửa nhà luôn cả, đẹp hả? Ai sửa trong? Hỏi ông ra. Ông đó kìa, ông đang làm gì đó. Đang làm gì cậu Út ơi? Nhặt nhánh cây nữa. Rửa mấy cái cây cho sạch luôn hả? Cái này còm quá rồi. Ông ở mình lên hả? Ở mình khỏe không chú ơi? Bạc ơi. Bữa hổm á, bảy bảy mấy tuổi mà chú nói là 47 tuổi chốt. Cự. Ta phải áo ta. Nè ta. Áo này. Vẽ tao cái tàu lẩu kia mình chỗ thôi. Chỗ lẩu là mặc áo hả? Ta phải ao là mặc áo vô. Đây có không dịch viên chân rồi nha. Có thì Út thì giỏi lắm nè. Ăn cơm gì chưa chú? Chưa. Chưa hả? Cháo lại. Dạ. Còn cái này không vậy? Thôi vậy mình ở đây luôn đi. Trong thì cũng vậy thôi hả? À. Giống như ngày xưa vậy hả? À. Lúc đó là cũng lâu vậy, còn vô đây chú nhớ không? Chắc quên. Không nhớ đâu. Nhắc thì nhớ. Mắt có yêu quá. Dạ, mắt yêu quá. Không sao. Thôi, đến đây cũng còn phần quà để biếu gia đình chú. Con thay mặt chị Phương. À, gửi tặng chú 2 triệu để mình ăn Tết. Dạ. Rồi chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tất dạ. Cả. Dạ. Rồi con cũng chúc chú năm mới vạn sự như ý. Dạ. Dạ. Và khỏe mạnh nha. Dạ. Chậm già. Đẹp già lại. Người nào cũng phải già nhưng mà chậm già lại đi chứ. Đừng cho già sớm. Rồi mình vô đây luôn rồi vui. Mình kết thúc luôn à. Kết thúc video luôn rồi. Mai mốt mà chị có gì chị nhờ vô luôn ha. Chị Phương không, chị Phương thôi chứ không ở đâu. Vô luôn rồi mấy anh. Cũng nhờ mấy anh mặt trận xã. Mời ông cụ vô đây luôn. Đứng luôn ha. Qua đây nè Hiếu. Cho mình vui. Cũng thay mặt ở địa phương. Cũng xin cảm ơn chị Phương đã có quà để mà nhận hỗ trợ cho chỗ những hộ nghèo khó khăn ở địa bàn một chút. Cũng xin cảm ơn chỗ chị Dân và các em trong kênh YouTube Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây đã vận động hỗ trợ cho bà con. Cũng xin kính chúc cho chỗ chị Phương và chị Dân cùng tất cả anh em ở chỗ ông ở đây được mạnh khỏe, hạnh phúc. Năm mới thì có nhiều thắng lợi mới và ngày càng thành công, hạnh phúc hơn trong công việc, trong cuộc sống. Yeah. À, xin chân thành cảm ơn. Rồi. Rồi Dân cũng cảm ơn mấy anh chủ tịch xã hả? Mặt trận xã. Mặt trận xã. Khi mình quên. À, cảm ơn cái cũng dẫn Dân đi vòng vòng để mình tặng quà cho bà con á, nhiều khi mình không có biết hết ở đây.
Và dân cũng thay mặt bà con ở quê dân cảm ơn chị Phương và chúc chị thật nhiều sức khỏe. Và video của dân cũng kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt. Rồi hẹn bữa khác mình gặp nữa ha. Dạ, chào chú con về. Con về nha. Nhất lên kinh tỏ. Dạ. Nhất lên. Chào mấy anh.